Cuộc đọ sức giữa vũ khí Mỹ và Nga trên chiến trường Ukraine dường như chưa từng có hồi kết. Khi Ukraine rục rịch chuẩn bị phản công thì Nga cũng nỗ lực gia cường các lớp phòng thủ vững chắc. Giao tranh vì vậy vẫn đang diễn tiến hết sức dữ dội tại nhiều mặt trận. Trong thế trận giằng co này, một loại vũ khí mới được kỳ vọng có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine. Đó là các loại bom thông minh của cả Mỹ và Nga. Mang trong mình uy lực mạnh mẽ cùng khả năng tấn công mục tiêu chính xác. Những quả bom thông minh có thể nâng tầm khả năng tác chiến của cả hai phe. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc chiến ở Đông Âu sẽ ngày càng khốc liệt hơn và khó đoán hơn. Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng Thế Giới Tiêu Điểm đến với chiến trường Ukraine để so đo sức mạnh của bom thông minh mà cả Nga và Mỹ đang triển khai ở đây. Để thấy được sức mạnh công nghệ bên trong những sát thủ chiến trường đáng gờm này. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về loại bom được cho là không thể cản phá của Nga. Quân đội Nga kể từ đầu năm 2023 đã sử dụng rộng rãi các loại bom thông minh dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Theo một số chuyên gia, Nga sử dụng các loại vũ khí này để giữ vững uy lực và nhịp độ tấn công trong bối cảnh kho tên lửa hành trình của nước này đã cạn kiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cho rằng các loại bom thông minh là một vũ khí phù hợp cho quân đội Nga tại thời điểm này. Sau hơn một năm giao tranh, quân đội Ukraine đã có thời gian để chuẩn bị và xây dựng những hệ thống công sự chắc chắn, trong đó có nhiều pháo đài dưới lòng đất, tại khắp các mặt trận. Các loại bom thông minh với uy lực mạnh mẽ cùng khả năng tấn công chính xác sẽ là chìa khóa giúp Nga hóa giải thách thức này. Trong một phát biểu được đưa ra hồi giữa tháng 4, ông Yuri Inak, một người phát ngôn của không quân Ukraine, cho biết lực lượng này đang phải đối mặt với một đe dọa chưa thể cản phá từ quân đội Nga, đó là bom lượng dẫn đường UBAB-1500. Đây là một mối đe dọa cho chúng tôi, và chúng tôi cần phải xử lý chúng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không thể cản phá loại vũ khí này, đặc biệt là các máy bay chiến đấu mà chúng được chuyên chở. Ông Ihak nhấn mạnh, UBAB-1500 hay còn được biết đến với tên gọi là K-029BE, là một loại bom dẫn đường được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất của đối phương, bao gồm sở chỉ huy, công trình phòng thủ, phương tiện tác chiến và điểm tập trung quân. Siêu bom này được ra mắt lần đầu tiên năm 2019 và được giới quan sát đánh giá là một trong những loại vũ khí có uy lực mạnh nhất của quân đội Nga. Moscow thường sử dụng loại bom này để trang bị cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của không quân nước này. UBAB-1500 có chiều dài hơn 5m, đường kính 0,4m cùng khả năng mang theo đầu đạn nặng tới hơn 1 tấn. Lượng thuốc nổ khủng bên trong đầu đạn đủ sức giúp loại bom này xuyên qua các lớp công sự bê tông của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bom dẫn đường UBAB-1500 có thể được thả từ độ cao 15km và đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ khoảng 10m. Việc sở hữu hệ thống lập kế hoạch đường bay cùng dẫn đường bằng định vị vệ tinh đã tăng cường khả năng tấn công chính xác của loại bom này. Bên cạnh đó, tại Ukraine, Moscow cũng đã đưa vào tham chiến hai loại bom có sức công phá đáng gờm, đó là BAB-500SHP cùng FAB-500M62. Bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Đặc biệt, cả hai loại bom này có thể được trang bị mô đun lượng và điều chỉnh thông minh MPK, cho phép chúng bay đến và tấn công mục tiêu một cách chính xác. Đặc biệt, bom phản lực xuyên phá bê tông BAB-500SHP được ví như sát thủ diệt Bokeh và từng là nỗi ác mộng với hệ thống công sự chiến đấu của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria. Được phát triển dưới thời Liên Xô và hoàn thiện bởi các kỹ sư Nga, bom BAB-500SHP có trọng lượng khoảng 500kg, cùng khả năng mang theo đầu đạn xuyên phá chứa 77kg thuốc nổ. Loại bom này có thiết kế hết sức đặc biệt với một số bộ phận đẩy phản lực ở phía đuôi, cho phép nó tăng thêm động lực trước khi tiếp đất. Nhờ sử dụng đầu đạn xuyên phá với độ bền cao và ngồi nổ giữ chậm, bom BAB sẽ tận dụng động năng cực mạnh để xâm nhập sâu vào trong bokeh và hầm ngầm của đối phương rồi mới phát nổ để làm tăng tối đa thiệt hại. Khi xuyên vào những bề mặt cứng như đất đá, bom sẽ tạo ra một hố sâu hình phễu với đường kính khoảng 4,5m. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, phiên bản bom BAB-500SHP
còn có thể xuyên thủng vỏ giáp dày 550mm của xe tăng. Bên cạnh đó, việc có thể được trang bị cho nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau như Su-34, Su-24 hay Su-27 được xem là một lợi thế của bom Bell AB-500SHP khi nó tăng cường khả năng tác chiến linh hoạt của loại vũ khí này. Theo Defense Express, việc điều động bom Bell AB-500SHP tới Ukraine có thể xem như một động thái của Nga nhằm đối phó với các pháo đài dưới lòng đất của Kiev. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các hệ thống hầm hào và công sự được đào sâu bên dưới các tổ hợp công nghiệp nặng làm cứ địa để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Gần đây nhất, quân đội Nga đã gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá tuyến phòng thủ của Ukraine tại pháo đài dưới lòng đất ở nhà máy luyện kim Azov tại Bakhmut. Trước đó, giao tranh dữ dội cũng diễn ra trong thời gian dài tại cứ điểm của Ukraine đặt bên trong nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol. Mỹ cung cấp vũ khí đối trọng cho quân đội Ukraine. Để đối phó quân đội Nga, trong thời gian qua, Mỹ liên tục hỗ trợ Ukraine với nhiều loại vũ khí thông minh nhằm cân bằng ưu thế trên chiến trường. Tháng 12 năm 2022, nhằm tăng cường khả năng tấn công mặt đất và yểm trợ bộ binh của không quân Ukraine, Lầu Năm Góc đã quyết định sẽ chuyển giao cho Kiev một số lượng bom thông minh CDRM. Loại vũ khí này có tên là đạn tấn công trực tiếp kết hợp, viết tắt tiếng Anh là CDRM, bao gồm một thiết bị có thể biến một quả bom rẻ tiền, không có dẫn đường thành vũ khí, được dẫn đường bằng GPS với độ chính xác cao. Với trọng lượng tối đa là 900kg cùng khả năng bay ở khoảng cách lên tới 72km, CDRM có thể gây ra sức tàn phá lớn khi tấn công mục tiêu. Khi được thả đi từ máy bay, các quả bom này tự động nhằm mục tiêu tọa độ định trước và hoạt động như một loại vũ khí với cơ chế thả và quên. Kể từ lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu vào cuối những năm 1990, CDRM đã được cải tiến và có khả năng mới đã được bổ sung. Chúng có thể hoạt động với nhiều loại ngòi nổ giúp kiểm soát việc chúng có thể phát nổ ở đâu, trong không trung, trên mặt đất hay sau khi chui xuống đất. Một phiên bản còn có thêm cánh mở ra sau khi quả bom được thả xuống, cho phép nó bay xa hơn 60km hướng tới mục tiêu. Chúng cũng tương đối rẻ. Theo tính toán của Lầu Năm Góc, một tờ thông tin của Hải quân Mỹ được cập nhật vào năm 2021 cho biết giá trung bình của CDRM cơ bản chỉ hơn $24,000 trên một bộ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn trong việc tích hợp loại bom do Mỹ sản xuất này lên các tiêm kích thời Liên Xô. Bên cạnh đó, việc cài đặt hệ thống dẫn đường cho loại bom này một cách phù hợp với hệ thống điện tử của các máy bay MiG-29 cũng là một thách thức với Kiev. Để hỗ trợ quân đội Ukraine giải quyết vấn đề này, Washington DC đã cung cấp cho Kiev một loại cầu treo đặc biệt với tên gọi là LAU-118-A. Đây là loại cầu treo thông minh, cho phép các loại vũ khí phương Tây có thể được gắn trên các tiêm kích do Liên Xô sản xuất. Trước đó, loại cầu treo này đã được sử dụng hết sức thành công trong việc tích hợp tên lửa chống radar AGM-88 HAM lên máy bay chiến đấu MiG-29F. Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển giao cho Ukraine một phần mềm dẫn đường tự động được quân đội nước này chế tạo nhằm tích hợp các loại vũ khí thông minh của Mỹ lên máy bay do nước ngoài sản xuất, cùng với việc trang bị thêm một máy tính cá nhân và thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu. Phần mềm này sẽ giúp dẫn đường cho bom CDRM đến mục tiêu của đối phương một cách chính xác. Bên cạnh bom CDRM, Mỹ cũng đồng tình viện trợ cho Ukraine bom GLSDB. Đây là một loại bom đường kính nhỏ được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển, được mệnh danh là một vũ khí lai. Bom GLSDB được tạo nên từ một sự kết hợp độc đáo giữa bom truyền thống và pháo phản lực phóng loạt. GLSDB gồm hai thành phần chính, trong đó đóng vai trò đầu đạn là loại bom đường kính nhỏ GBU-39 được lắp trong một quả rocket M-26 để phóng từ trên bộ. Với chiều dài 3,9m, đường kính 0,24m và nặng 272kg. Loại bom này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 130km. Khi được động cơ đưa lên đủ cao và đạt tốc độ cần thiết, đôi cánh được gấp gọn sẽ mở ra và cho phép GLSDB lượn tới mục tiêu nhờ đầu dò laser bán chủ động. Ngoài ra, với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, bom GLSDB có thể vượt qua các hệ thống gây nhiễu và chế áp điện tử của đối phương. Loại vũ khí này cũng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết. Bên cạnh đó, ưu điểm nổi trội của bom GLSDB chính là khả năng xuyên phá,
qua đó cho phép loại vũ khí này tấn công phá hủy công sự của đối phương với lớp tường bê tông cốt thép dày tới 1 mét. Vì vậy, bom GLSDB được kỳ vọng sẽ trở thành mối đe dọa lớn với các mục tiêu quân sự và dân sự kiên cố của quân đội Nga và các lực lượng ly khai ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Với uy lực mạnh mẽ cùng khả năng tấn công mục tiêu một cách chính xác, bom thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần xoay chuyển cục diện chiến sự Ukraine theo hướng có lợi cho bên sở hữu. Tuy nhiên, loại vũ khí này vẫn có những điểm yếu nhất định. Ngoại giới cho rằng điểm yếu lớn nhất của các loại bom thông minh chính là sự phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh. Sự phụ thuộc này có thể khiến cho chúng dễ dàng bị đánh bại bởi các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Trong các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc hồi tháng 4, giới chức quân sự Mỹ thừa nhận tỷ lệ tấn công chính xác mục tiêu của bom thông minh CDIM-ER là không cao. Một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc tiết lộ nguyên nhân của việc này là do Nga đã nắm được điểm yếu của bom CDIM-ER, qua đó sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu kết nối với GPS. Để khắc phục vấn đề này, các chuyên gia đề ra giải pháp trang bị các hệ thống nhận diện mục tiêu bằng hình ảnh, cũng như các hệ thống dẫn đường cơ học khác nhằm hỗ trợ hệ thống định vị vệ tinh trong các loại bom thông minh. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm tính chính xác của loại vũ khí này, qua đó biến chúng trở nên không quá đặc biệt so với các loại bom thông thường khác. Bên cạnh đó, khác với tên lửa hành trình, bom thông minh vẫn cần phải được chuyên chở bởi máy bay chiến đấu đến một khoảng cách đủ gần trước khi tấn công mục tiêu. Điều này làm tăng nguy cơ bị tấn công bởi tiêm kích đánh chặn của đối phương, ngay từ trước khi quả bom được thả xuống mục tiêu. Đây là một mối bận tâm lớn của giới chức quân đội Ukraine trước khi đưa bom thông minh vào tham chiến. Hiện tại, không quân Ukraine vẫn chỉ sở hữu một phi đội máy bay đã cũ được sản xuất dưới thời Liên Xô. So với các tiêm kích thế hệ mới của Nga, máy bay chiến đấu Ukraine sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi phải chạm trán trên không. Ý thức được vấn đề này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức cao cấp của Ukraine đã liên tục lên tiếng kêu gọi đồng minh phương Tây chuyển giao thêm các tiêm kích hiện đại như F-16. Nếu được cung cấp loại vũ khí này, năng lực tác chiến của bom thông minh Ukraine có thể sẽ được nâng cấp đáng kể. Như vậy là chúng ta vừa có một chuyến đi đầy nguy hiểm tới chiến trường Ukraine để khám phá các loại bom thông minh của Nga và Mỹ. Khi cuộc chiến này một ngày cam go và quyết liệt hơn, với những tính năng hủy diệt của mình, chắc chắn bom thông minh sẽ là thứ vũ khí được ưu tiên hàng đầu. Theo quý vị thì bom thông minh của nước nào mạnh mẽ và uy lực hơn? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để cùng chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.